Rồi, xin chào tất cả anh em. Tiếp đến mình sẽ nói cho anh em về cái phần chỉnh sửa lập trình. Đầu tiên mở máy lên. Như cái video trước thì mình có lập trình một cái số là 104 này. Bây giờ mình sẽ lấy cái số 104 này ra. Mình chỉnh sửa, mình nói về những cái chỉnh sửa ha, những cách chỉnh sửa nhanh và bắt đầu thao tác. Đầu tiên thì mình phải cắm cái bàn phím này vào đây. Đây rồi. Mình mở ra này. Đây này, nguồn này ha. Sau đó mình cứ để ở cái phần dữ liệu này, không cần phải chuyển sang cái dữ liệu này. Nếu mình chuyển sang cái dữ liệu này á thì cái thao tác mình tiếp theo là phải tìm kiếm cái số lập trình 104 này. Nhưng mà mình để chương trình program này thì mình thao tác sẽ nhanh hơn, tại vì mình làm chương trình nào thì hầu như khi nào mình máy chương trình nào thì mình sẽ sửa chương trình đó, đúng không? Nó sẽ ra như này. Anh em thao tác tiếp theo là bấm ở đây. Ở đây mình sẽ đây, tại vì thường là số mình bấm cái là nó sẽ ra cái chương trình mình đang máy. Hầu như mình đang máy chương trình nào mình mới sửa chương trình đó. Những cái khác mình muốn sửa cũng được, mình chuyển đi ha. Đây rồi, chương trình 104. Bước tiếp theo là anh em bấm nút này. Anh em vừa nhìn ở bàn phím nhá, bấm này nè, bấm này. Đấy, giờ đây là cái chương trình này, là cái clip trước là mình có chỉ về cách vẽ lập trình á. Đây. Rồi. Để mà thực hiện một cái thao tác gọi là chỉnh sửa thì mình muốn chỉnh sửa ở đâu thì mình sẽ phải di chuyển cái vị trí cái kiếm á. Vị trí cái kiếm đến cái đoạn mình cần chỉnh sửa. Đấy. Ví dụ mình muốn chỉnh sửa ở đây. Vị trí này thì mình phải đưa cái dấu cộng này là tương ứng cái kiếm nha. Đây, nó sẽ đưa dấu cộng đến đây. Thì mình không thể nào mà ở đây mình chỉnh sửa được. Nên cái thao tác đầu tiên khi mà vào á là mình phải di chuyển. Đây là cái đèn pin này là di chuyển, anh em nhớ nha, đèn pin này di chuyển. Di chuyển đến cái vị trí mình cần chỉnh. Sau đó đi ra ngoài đi. Đây là cái thao tác mình chỉnh này. Đây mình sẽ ví dụ mình lại đường thẳng thì anh em cho nó chuyển. Đây mình di chuyển tới góc vuông đây nhé. Đây. Rồi ví dụ đường thẳng này. Mình muốn chơi đây có cái chức năng phóng to nhỏ nha. Bây giờ có nhiều cái hình nó nhỏ xíu này, anh em mình khó thấy thì bấm nút này ha, nút này này, nó sẽ to nhỏ này. Đấy, ví dụ mình muốn này, xong mình muốn vô chỉnh sửa, mình trước tiên là mình phải xác định mình muốn sửa cái gì, sau đó là mình di chuyển đây, xong rồi khi di chuyển đến vị trí mình mong muốn rồi á thì mình sẽ quay lại. Này, quay lại nha, quay lại thì đây là tất cả biểu tượng. Đây biểu tượng chỉnh sửa nha, anh em nhớ biểu tượng chỉnh sửa này. Đây là biểu tượng chỉnh sửa, bấm vào biểu tượng chỉnh sửa. Rồi ở trong này sẽ có những rất nhiều cái chức năng chỉnh sửa, mình sẽ nói sơ qua một lần cái chức năng chỉnh sửa này ha. Kéo từng biểu tượng này. Ở đây biểu tượng đầu tiên, đây. Cái này là mình dời nguyên hình, nhưng mà dời nguyên hình này. Tất cả cái hình này đi. Cái này cũng dời nhưng mà nó tạo thành đường máy. Cái này á là cái này mình dở rồi, lúc này mình vẽ đây còn một hình, mình vẽ thêm một hình nữa thì các bạn sẽ gì. Cái này á, là nó sẽ chỉnh sửa là từ vị trí mình chọn ha, có nghĩa mình đang đứng ở đây, cái phần nào mà nó đi qua rồi thì nó sẽ không sửa. Mình đang đứng đây này thì nó sẽ nhớ có từ vị trí mình sửa chọn đến hết tất cả các hình còn lại. Ví dụ ở đây là chỉ là một hình này, sau này ví dụ mình tí nữa mình sẽ vẽ thêm đây 1, 2, 3 đường thẳng nữa thì rồi. Và cái biểu tượng này á, nếu như một hình thì nó sẽ là giống nhau, không, nếu nhiều hình á thì nó sẽ khác nhau. Biểu tượng này nó sẽ dời đi hết tất cả các hình, từ vị trí mình chọn đến tất cả các hình còn lại nó sẽ di chuyển theo cái vị trí, cái đường mình di chuyển. Còn rồi với cái hình này á, nó cũng từ vị trí mình chọn nhưng mà nó chỉ đến vị trí các chỉ đấy thôi. Còn ví dụ sau này nó còn nhiều hình nữa thì nó sẽ không di chuyển nha, thì nó mình sẽ vẽ thêm đây. Ở biểu tượng này nó cũng dời nguyên hình nhưng mà nó tạo thành một cái hình mới nữa, cái hình cũ nó vẫn giữ nguyên, nên lật qua, lật xuống, lật chéo ha. Đây á, là biểu tượng này nó sẽ vẽ một cái đường máy trong là cái đường ngược lại luôn. Ví dụ ở đây của mình là như vậy thì
mình chọn cái biểu tượng này nó sẽ máy ngược lại một cái hình y chang như hình này, máy đè lên luôn. Này là chức năng chỉnh nhiều đường, cái này mình không ít khi sai lắm ha. Này xóa, xóa bao nhiêu mũi đó thì mình sẽ bấm vô, bấm vào rồi mình ví dụ 10 mũi mình xóa tới hay xóa lui. Ví dụ mình đang đứng ở đây mình bấm 10 mũi thì nó sẽ xóa tới, 10 mũi thì nó sẽ xóa lui. Đấy, xóa tới hoặc xóa lui. Đây là lại mũi, là mũi nhá. Còn lại mũi thì mình phải đứng ở vị trí đầu tiên, mình lại mũi. Đây là mũi, nó sẽ là gọi là mũi đầu vào và là mũi đầu ra. Đó, như đó thôi ha. Bây giờ mình sẽ thực hiện trong bây giờ mình sẽ thực hiện thao tác là vẽ thêm một hình nữa, hai hình nữa ha. Cho mình xuống nhá. Hay ví dụ trong trường hợp này mình muốn vẽ thêm á, mình di chuyển đi. Mình đưa tới cái kim tới vị trí cuối cùng này. Đúng không? Sau đó mình chọn vào cái điểm dấm trước. Đây, điểm dấm này. Mình sẽ vẽ ra một đường dấm nữa. Đây. Dấm này ha. Dấm thêm phản đây. Mình sẽ giải thích tại sao mình ở đây mình lại chọn ra một cái đường dấm góc khúc như vậy. À, mình vẽ đây một đường thẳng ha. Chỉ là hai đường thẳng nha. Tại mình đang ở trong trường á nên tiếng ồn nó hơi là lớn, anh em có gì không cả. Rồi đây mình sẽ có là ba hình mây đúng không? Đấy, ba hình mây mình phải e như chỗ này này, không e là tiếng nó bảo lỗi 511 rồi đấy. Đấy rồi. Rồi, nhiều này, mình sẽ này, mình đứng đây, kia, này mình đứng này, mình vào chỉnh sửa này, mình có cái phần chỉnh sửa nhá, chỉnh sửa này, rồi mình vào biểu tượng này đúng không, mình chơi này, đấy, các bạn thấy đi không, đấy, thấy đi không, này, đây, thấy cái đường nó đi chưa, lúc đầu là nó đang ở vị trí gãy này nè, mình chơi nó đi này, thì đối với cái biểu tượng này á, khi mình đi á, thì nó sẽ tạo thành một cái đường đừng cài ở đây khi mà máy cái kim sẽ có là xuống ha. Đó là biểu tượng dời nguyên hình ha, nó giờ đi nguyên ba cái hình này đúng không? Ở đây biểu tượng này thì mình sẽ dời đủ nguyên rồi. Đây thấy không? Khi mà vào nó sẽ hỏi cái này có nghĩa là khi anh em mình dời á, này mình enter này, khi anh em mình dời á là nó sẽ vẽ tạo thành một cái máy này, thấy không? Đây. Yeah. Để tạo thành đường mũi máy cái đoạn bên dưới này. Thế đó, cái biểu tượng nó hầu như không ai xài. Là nói cho anh biết thôi, không ai xài. Rồi, tương tự biểu tượng này. Thì để thiết kế biểu tượng này á, mình sẽ di chuyển cái này đi. Đấy. Rồi, từ đây ha. Thì từ đâu này đến cái dấu cong này á, là cái ký mình đang đứng này. Nó đã đi qua rồi thì nó sẽ không chỉnh sửa nha. Đây, rồi biểu tượng này. Thì khi mình chơi cái này á, thì từ vị trí mình chọn là đâu, từ cái vị trí kia này mình đã đưa lên cái tên của toàn này, thì từ cái vị trí này đến hai cái hình còn lại này nó sẽ đi theo luôn. Đấy, thấy không, nó đi theo luôn. Nhưng đối với là tất cả hình này nó sẽ đi theo, nhưng mà đối với cái biểu tượng kế bên này thì khi mình đi á, này mình đưa lên ha, thì bạn thấy nó sạc với cái đường cong này không, thì cái biểu tượng này từ vị trí mình chọn đến cái vị trí cắt chỉ này thôi. Nếu như mình đang đứng ở cái hình này thì chỉ từ vị trí mình chọn bất kỳ đến này đến cái vị trí các chị thôi, hình này và hình sau này nó sẽ không ảnh hưởng, thấy không, nó sạc lên lại không. Nhưng bây giờ xuống hai hình kia nó sẽ không thay đổi, thấy chưa. Này, tương tự như này, muốn ra nhanh thì còn gì chỉ xuống bên cổng nó sẽ tốc độ chạy nó nhanh hơn. Nên mình sẽ dành cho những anh em mới không nghe chưa hiểu cái máy này ha, ví dụ mình đang ở hình này thấy chưa, mà mình di chuyển biểu tượng này thì có nghĩa cái hình mà đã qua này nó không thay đổi, nó từ cái vị trí mình chọn đến cái hình sau này thôi. Còn mình chọn biểu tượng này thì chỉ từ đoạn này đến vị trí các chỉ này thôi. Đây, giờ mình chơi lên. Đấy, thì chỉ đoạn giữa này nó không thay đổi. Đó, ha. À.
đó, đoạn dưới này sẽ không thay đổi đấy. Rồi khi mà mình chỉnh sửa xong ở đây mới đúng không, cái này lực này khi nào mình vẽ hình khác thì mình không có lực được nhá. Cái này cũng vậy, cái này để mình làm một cái video khác. Ví dụ đây xóa đây, mình muốn xóa ví dụ đây 10 mũi, mình xóa tới thì bấm cộng, xóa lui thì bấm trừ. Ví dụ đây mình bấm cộng thì nó sẽ xóa sang hướng tay phải này, cộng này chưa, nhắn thì bấm lên này đấy. Nếu bấm trừ thì ví dụ bấm trừ này 10 mũi này, không nhiều quá, 5 mũi này trừ này thì nó sẽ nhảy lui này, thấy không, cộng trừ thôi, xóa tới và xóa lui. Ở lại mũi, lại mũi ở đây, lại mũi thì mình phải đưa tới cái vị trí cuối cùng này ha. Này đừng dừng ngay cái kéo nha, nhìn cái kéo này đừng có dừng ngay cái kéo, nhích luôn một cái. Trong đó mình còn có cái biểu tượng này chưa, ở đây ở trên là số lần, số mũi, ở dưới là số lần, một lần ba mũi, ok ha. Nó sẽ lại mũi cho mình nè, anh em mình thấy nó nhảy cái đường kéo qua đến đấy chưa. Đó rồi, còn thêm về cái chức năng là này về dời một mũi, dời một đoạn như nào nhanh thì mình sẽ làm một cái clip khá dài của anh em mình theo dõi không kịp. À khi xong clip rồi thì mình sẽ lưu đúng không, xong thao tác rồi mình không cần phải về cuối gì cả, mình chỉ cần đứng nguyên vị trí một tay, cần thao tác rất là nhanh, bấm vào đây enter ha. Giờ muốn chắc chắn bấm thêm lần nữa enter, thêm lần nữa enter này, bấm vào đây này, hiện này thì ở đây này, xong enter, xong không cần phải quay về hay là gì, những thao tác nữa ha. Đây là thao tác nhanh rồi. Rồi chúng anh em xem một video hữu ích, rồi có gì anh em muốn làm clip thì cứ để lại bình luận cho mình nhá. Mình sẽ ở cái này mình chỉ hỗ trợ cho những anh em mới vào nghề thôi, còn những anh em mà làm lâu có những kinh nghiệm thì có thể chia sẻ này cho mình. Mình cũng cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi bye bye anh em.